Cho đến nay, 10 thành phố hàng đầu về GDP của Trung Quốc đều đã công bố báo cáo kinh tế cho năm 2022. Số liệu trên cho thấy GDP của Vũ Hán vào năm 2022 đã vượt qua Hàng Châu, Trung Khánh vượt qua Quảng Châu và trở thành thành phố thứ tư của nền kinh tế Trung Quốc. Đây là những số liệu mới nhất được cập nhật vào đầu năm 2023 của các trang chính thống tại Trung Quốc. Top 10 năm nay là Nam Kinh với GDP 1.690,7 tỷ nhân dân tệ. Thành phố này nằm tại hạ lưu sông Dương Tử, Trường Giang và nằm trong khu kinh tế đồng bằng sông Dương Tử. Nam Kinh luôn là một trong những thành phố quan trọng của Trung Quốc, đã từng là kinh đô của 6 triều đại phong kiến Trung Hoa và là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc. Đây còn là trung tâm giáo dục, nghiên cứu, giao thông vận tải và du lịch trong suốt lịch sử Trung Hoa thời cận đại. Nam Kinh là thành phố trung tâm thương mại lớn thứ hai ở Đông Trung Quốc sau Thượng Hải. Thứ 9 là Hàng Châu với GDP 1.875,3 tỷ nhân dân tệ. Năm 2021, GDP Hàng Châu có nền kinh tế ngang bằng với đất nước Chile. Hàng Châu là một trung tâm công nghệ và là nơi đặt trụ sở của hãng thương mại điện tử Alibaba, được Tổ chức Nghiên cứu Kinh tế Economic Intelligence Unit, EIU, đánh giá là địa phương có tiềm năng tăng trưởng kinh tế lớn nhất Trung Quốc trong những năm tới. Đứng vị trí số 8 là Vũ Hán với GDP 1.886,6 tỷ nhân dân tệ. Vũ Hán là trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa và giáo dục của miền Trung Trung Quốc. Các ngành công nghiệp chủ yếu của nó bao gồm quang điện tử, sản xuất ô tô, sản xuất thép, ngành dược phẩm, sinh học kỹ thuật, công nghiệp vật liệu mới và bảo vệ môi trường. Thứ 7 là Thành Đô với GDP 2.081,75 tỷ nhân dân tệ. Thành Đô là thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nằm ở phía Tây Nam. Với hơn 14 triệu dân, Thành Đô là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Đây được coi là trung tâm phía Tây của đất nước tỷ dân về vận tải, tài chính cũng như công nghệ thông tin. Thứ 6 là Tô Châu với GDP 2.395,83 tỷ nhân dân tệ. Thành phố này nổi tiếng vì những cầu đá đẹp, chùa chiền và các khu vườn, viên lâm được thiết kế tỉ mỉ, mà ngày nay chúng đã trở thành những điểm thu hút khách du lịch. Thành phố này là một phần của Tam Giác Vàng thuộc Trung Quốc. Trước khi bước vào bảng xếp hạng 5 thành phố có GDP lớn nhất Trung Quốc, các bạn vui lòng bỏ ra 3 giây để bấm like giúp mình nhé. Yêu các bạn rất nhiều. Đứng ở vị trí thứ 5 là Quảng Châu với GDP 2.883,9 tỷ nhân dân tệ. Theo tạp chí Forbes, thành phố Quảng Châu là thành phố thương mại lớn nhất Trung Quốc. Năm 2021, GDP của riêng tỉnh Quảng Đông, mà thủ phủ là thành phố Quảng Châu và siêu đô thị Thâm Quyến đạt gần 2.000 tỷ đô la Mỹ. Điều này có nghĩa nền kinh tế của tỉnh Quảng Đông do thành phố Quảng Châu và Thâm Quyến cộng lại lớn hơn 90% các nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, vượt qua cả Nga, Hàn Quốc, Úc, các nước EU và Trung Mâm với Canada và đang dẫn đầu Trung Quốc suốt hơn 33 năm qua. Thứ tư là Trung Khánh với GDP 2.912,9 tỷ nhân dân tệ. Trung Khánh là thành phố đông dân nhất của Trung Quốc với dân số 30,75 triệu người. Dân số của Trung Khánh lớn hơn nhiều quốc gia tại Bắc và Trung Âu, hay thậm chí Australia. Với diện tích 82.300 km², Trung Khánh là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới, chỉ nhỏ hơn đôi chút so với diện tích của nước Áo. Xếp thứ 3 là Thâm Quyến với GDP 3.238,7 tỷ nhân dân tệ. Từ một thành phố làng chài ven biển, Thâm Quyến đã chuyển mình thành một trong những siêu đô thị trù phú nhất thế giới chỉ sau 30 năm. Thâm Quyến có dân số 11,9 triệu người, diện tích 2.050 km². Thâm Quyến được xếp hạng là thành phố Alpha, thành phố toàn cầu cấp 1 bởi mạng lưới nghiên cứu thành phố thế giới và toàn cầu hóa. Thâm Quyến cũng là một trung tâm tài chính dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và xếp thứ 8 trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới trong chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu năm 2021. Thâm Quyến có số lượng tỷ phú cao thứ 4 trên thế giới, đứng sau New York, Bắc Kinh và Thượng Hải. Thứ hai là thủ đô Bắc Kinh với GDP 4.161,09 tỷ nhân dân tệ. Chắc sẽ không cần giới thiệu nhiều về thành phố Bắc Kinh với các bạn nữa phải không? Nếu bạn nào chưa biết rõ về Bắc Kinh, hãy truy cập vào kênh của mình để xem các video về giới thiệu các thành phố của Trung Quốc nhé. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với Thượng Hải, thành phố có GDP cao nhất với 4.465,28 tỷ nhân dân tệ, tương đương 662,2 tỷ Mỹ Kim. Thượng Hải không chỉ là thành phố giàu nhất Trung Quốc mà còn lọt top những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới. Trước khi kết thúc video thì các bạn có thể cho mình biết GDP của Nam Kinh, thành phố đứng thứ 10 có GDP tương ứng với bao nhiêu đô la Mỹ không? Hãy để lại con số bên dưới phần bình luận nhé! Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về GDP của 10 thành phố giàu nhất Trung Quốc năm 2022. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, hãy để lại một like để động viên nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo!